Yo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của vừa 9.5 nha anh em. Ui, không có khế ước quỷ đá rồi. Hay là mình sẽ chơi một cái phong cách mà mình thấy là rất ít anh em sử dụng. Đấy, cái lõi kim cương này này, cái lõi chiến lợi phẩm này này. Pha này thì chắc là cần có, gọi là level 4 đấy. Tại vì hiện tại thì mình cũng đang dư gọi là 4 vàng. Với cả là cái trận này thì mình cũng chả có đồ luôn. Dạo này là hay bị chơi kiểu nhiều tiền ấy. Ừ. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Nhiều anh em mà mạnh thế. Mình thì chỉ có mỗi cặp đôi cá sấu và rắn mà thôi. Với cái lõi chiến lợi phẩm 3 này thì khi mà chúng ta tiêu diệt một tướng thì sẽ có được 40% tỷ lệ nhận được một kho báu. Cái kho báu ở đây là gì? Nó có thể là một trang bị, có thể là một tiền, có thể là nhiều tiền, hoặc là nó rất là huyền bí. Thế nên là tôi cũng chưa biết là nó sẽ xuất hiện những cái gọi là đồ gì cho mình ở cái trận đấu ngày hôm nay. Ok, các bạn có thể thấy thì mình đã có được 2 tiền rồi, chứng tỏ là rất lãi khi mà vừa mới đầu tư một cái pha úp cấp phải không nào. Và cái trận này thì mình sẽ cố gắng là với cái lõi chiến lợi phẩm này là đầy máu của lobby luôn. Có con nào 2 sao này, mình nhét hết vào như thế này này. Đấy, đúng rồi, Naafiri luôn, Warwick à, Warwick với cả Jhinnick à, cho con này vào đây. Jhinnick là chúng ta có thêm Zaun luôn này, được luôn. Cái gì đấy, chiến ý ngoan cường. Một cái lõi thập tử nhất sinh cho tướng Zaun không quá tệ. Và với cái đội hình gọi là hai Surima, hai thách đấu, hai Zaun cũng như là một cái Dakin. Uầy, Tabrik 2 á. Cặp nhà này thì có vẻ hơi khoai. NPT 2209, Can Trường, Hiệu Triệu Nhân và Targon. Mạnh dữ đây chứ. Ta cùng xem nào. Nhưng mà với cái đội hình này thì mình thấy là nguồn sát thương chính thì nó sẽ ở trên người của Soraka. Uầy, ăn được này. Chứng tỏ là cái đội hình của mình mạnh phết. Warwick cả. Với thách đấu thôi, thêm cái Zaun thực sự là quá lợi hại. Nice. Có gì không? Vẫn chưa có đàn 2 các bạn ạ. Hơi tiếc một chút. 30 tiền rồi. Swain, Galio, Milio, Midfortune. Ra combo quân sư à. Mà trận này thì nó lại độ cho mình là Surima quá. Baby Kajima luôn. Nhờ. Chơi luôn. Chơi quả Surima thách đấu đi. Xem là nó có còn ổn không. Messi cu quẹo. Cái gì đây? Cả tên quả tên này đọc hơi méo mồm. Cu quẹo. Queo cụ. Thanh niên này thì có 2 con Swain. Đội sát thương chính thì Kele ở hàng dưới. Không quá nhiều. Đó là một cái round thắng nữa dành cho anh nhà mình. Chiến lợi phẩm đâu? Đấy, ít ra thì cũng phải được một đồng như thế này. Nó cũng gọi là có chút lợi tức. Lộ phí để gặp nhau ấy. Ờ, cho là vậy. Nautilus, Taric. Hai con này rất là ngon này. Chưa kể là còn có cả Rek'Sai cầm BF. Đã bị nhà Yabou lấy luôn ngay cái con đầu tiên rồi. Uầy, những cái con mà mình liệt kê thì gần như là bị lấy hết rồi. Và theo anh em mình nên lấy cái gì đây? Lấy cái gậy được không? Gậy thì chưa tận dụng ngay được. Ui chết mẹ nói. Không được luôn. Thôi lấy cái thú tượng này thì anh em mình có thể chơi luôn này. Warwick này. Pha này thì Vi thì chúng ta sẽ có thêm một chút về đấu sĩ à. Nhưng mà nó lại hơi bị tốn tiền.
Thôi thì cứ để xem là có thắng được nữa hay không. Mình thì cũng đã update cấp độ 5 rồi chứ không phải là không nhá. 4 Surima rồi. Nãy có con tay Lia nhưng mình đã bán đi để có thể lấy thêm lợi tức. Giãn cách xã hội. Một cái loại combat rất là ngon của bạn Nid. Ionia và Trinh Phạt. Dàn tành thì rất là dày. Chỉ có mỗi một đại cassette mà thôi. Ăn chặt luôn ạ. Ui. Suýt thua luôn ấy. Suýt thua. Không hẳn là ăn chặt nữa. Ăn ăn gọi là xương xương. Chúng ta có chả có con gì hai sao cả. Làm luôn một cái thú tượng đi. Tại vì bây giờ là cái trận thắng thứ 5 với là cái round đầu quan trọng của mình đây này. Nó sẽ có được 5 trận thắng liên tục và sẽ có được nhiều tiền hơn ở cái chuỗi win. Mà cảm giác đánh chuỗi thắng như này rất là sướng. Vừa chơi vừa hát hò nhảy múa đúng không? Vừa uống nước, ăn kẹo, đấy, nhâm nhi một tách trà. Quăng tờ gói Z đang đứng ở vị trí top 4 với cái đội hình là Can Trường và ui ăn được nhà này không? Một chút Can Trường ăn được các bạn ơi, may quá. Nhà này thì có quỹ phòng hộ, một cái loại liên quan đến khả năng tích trữ vàng. Đây này, rương kho báu đây này. Một cái nước mắt đã. Nice. Tuy là nó không gọi là trang bị mà mình cần ở thời điểm này. Nhưng mà chút nữa anh em cứ để mà xem. Mình sẽ chênh lệch rất là nhiều về mặt trang bị, về mặt tiền, về cái loại chiến lợi phẩm mà mình đang sở hữu. Chứ anh em thấy đấy, ngay từ cái vòng 2.1 thôi ấy, mình chỉ có duy nhất là một cái kháng phép và đi chợ mình lấy một giáp làm luôn cái thú tượng. Nước mắt thì vừa mới rớt ra đây thôi. Đây, chúng ta có thêm một giáp này. Lời thề hộ vệ luôn không? Ui, nó lại là ra combo luôn à? Đôi thông này. Gì nữa? Đai máu. Một cái lời thề hộ vệ. Một cái giáp lửa. Để xem nào. Một cái lời thề hộ vệ đi. Hay là thêm luôn một cái trang bị giáp lửa đi nhở. Tại vì chúng ta cũng đang muốn đẩy máu của lobby ấy. Đấy. Như này cho nó chiến. Và khi mà dồn trang bị cho cá sấu thì không thể nào mà thiếu được một chút đấu sĩ. Ai đây nào? Đó chính là Hân Ca. Hân Ca à? Ui, cạnh tranh à? Có tận đến hai ấn của Surima cơ. Mà nhà này thì đánh Surima kết hợp với đấu sĩ hay là gì đây? Ui, 3 tiền kìa. Ngon nè. Gì chứ chiến lợi phẩm như thế này thì ai mà chả chơi đúng không? Tại vì nhiều anh em cũng đang đánh giá thấp cái loại chiến lợi phẩm này. Và tôi lại thích chơi những cái loại mà ít người chơi, ít cái sự cạnh tranh ấy. Trái tim đấu sĩ, cường hóa siêu công nghệ, ý chí bất khuất, bùa đỏ. Giãn cách xã hội à? 10% sức mạnh công kích và 10% sức mạnh phép thuật. Mình sẽ lấy luôn. Tại vì mình đang muốn tối ưu hết cái đội hình của chúng ta. 6 trận win rồi. Giờ mà mất cái chuỗi thắng thì nó cũng hơi mệt nhỉ. Galio này. 124 máu đến từ vị trí của NT NPT 2209. Khổng lồ hóa rồi à? Tôi mà có khổng lồ hóa nữa thì thôi. 100 gọi là 2 ở 130 máu. Trời mệt nghỉ. Đại vừa nói thì đã gặp ngay top 1 pha ke. Đã có cho mình được Nico 2 và Taric 2 rồi. Bàn tay rất cứng. Chưa kể là sát thương thì cũng có một cái con Zenith 2 sao. Ôi trời ơi. Hơi vật vã một chút.
Dẫu sao thì đây cũng sẽ là trận thắng thứ 7 của anh em mình. Xin luôn, ngọt lịm. Zenix này, mình sẽ up cấp và cho Galio vào đi, để lấy hiệu triệu nhân nhanh anh em nhé. Nãy giờ mà ra nhiều đôi thông thế mà không có con nào lên hai ta. Hai con Zenix, hai con Warwick. Bây giờ thì có tận hai con Galio nữa. Nhiều đôi thông như này thì cảm giác không an toàn. Thậm chí bây giờ thì mình cũng chỉ có cột mốc 3 Surima thôi. Ồ, Yabu. Yabu thì có vẻ đội hình tí hon thế nhở. Nhìn này, Kayle, Quinn. Ôi giời ơi, vương miện của Demacia thế này thì mình nghĩ là trao nhầm vương miện rồi. Trao nhầm vương miện rồi cũng nên đấy. 14 máu ra đi luôn à. Thua nguyên sàn. Mà cái bộ tộc Demacia thì đang rất là mạnh ở cái meta hiện tại. Sao Ron không ra một tướng Demacia? Tôi đi trước nha anh em. Chứng tỏ là nhà này đen thật. Vận may thì nó đã đổ hết vào người của mình rồi. Nhưng mà đổi lại thì anh ta có một cái con Fiora này. Gỡ gạc được này. Lấy không? Có tướng này mà không lấy thì mình nghĩ là nó không biết lấy cái gì. Và Hulka cũng là một nhà chơi Surima. Không thể nào mà không lấy con Nasus này này được. Nếu mà anh ta không lấy thì nó sẽ là đến lượt mình rồi. Ok. Cái gậy. Trang bị gậy này thì mình sẽ dồn cho Azir đi. Afe này. Bắn tỉ à? Hai con Kayle. Ui giời, bắn tỉ không? Mình nghĩ là một cái con tanh thì nó vẫn hơn đấy. Có con gì hai đi nào. Sen à? Thôi thay Sen vào đi. Thay Sen vào đi. Đây rồi. Cũng là hiệu triệu nhân mà. Nhưng mà giữa một cái vị tướng bậc 2 và bậc 4 thì phải là chọn bậc 4. Ngân sách cân bằng và quỹ phòng hộ đến từ vị trí của Messi cu quẹo. Cuồng đào đã có. Mà Pitover đâu? Anh chàng này thì có Vi, JC, Orianna hoặc là Eco đấy. Eco vào là vừa có được 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 ấy luôn mà. Vừa có được Zaun nữa nhỉ. Ui, mình như là mình vừa vừa nhặt được cái rương gì thì phải. Sai lầm mà. Sai lầm này thì rất là khó để có thể sửa rồi. Tại vì anh em có thể để ý thôi ấy, là anh ta chỉ còn 23 máu so với những cái người chơi khác 63 máu à. Cái này thì chắc là mình sẽ sử dụng vào người của con Warwick đi. Vì nó đang là một cái con cầm chiến ý ngoan cường. Thập tử nhất sinh dành cho tướng. Nhà Nid, nhà Quang Tờ Gói Z, hay là Chilebi này. 4 chinh phạt và 3 Ionia. Đang là một nhà mạnh ở thời điểm hiện tại. Và đối thủ của chúng ta đó là Chilebin với khuyến mãi kinh nghiệm, đồng lòng đấu tranh, tăng giáp và càng phép cho những vị tướng nào xếp hàng 3. Chiến lợi phẩm. Trời ơi, ăn luôn không? Xoẹt. Quẩy đi. Hay quá. Rồi, 10 trận thắng liên tục. Nasus luôn này. Nếu mà có Nasus như thế này thì kiểu ổn đấy nhở. 4 Surima rồi đây này. Và chắc là round sau nhá, mình sẽ chơi liều Ron mạnh tay ở level 7 một chút. Thì có thể tìm kiếm những cái quân cờ bậc 4 như Azir hoặc là Nasus 2 chẳng hạn. Gì chứ có Nasus 2 kết hợp với Surima này thì nó trâu. Chó chạy luôn. Wow. Tượng đồ thì ra cũng kiểu rất là đẹp luôn. AFE. Ủa, nhiều AFE đấy.
Nasus 2 luôn này, thay đồ luôn. Ui, AP 2 à. Tạm thời thì cứ để đẹp. Đấy. 4 Surima, 2 bắn thi ở dũng sĩ các kiểu con đà điểu. Nice. Một cái dây chuyền trục tội không? Mình nghĩ là cũng chưa cần lắm. Cứ để như vậy đã. Trái tim của chim phạt. Nhà này mạnh này. Nếu như mà con Ionia kia, à con Nila kia cầm được ấn của Ionia nữa thì quá đẹp. Với Aphelios 2 cũng như là một cái con tank Nasus thì mình tin chắc đây sẽ là trận thắng thứ 11 rồi. Nice. Siêu phẩm luôn không? Loại gì thứ ba đây? Nắm rõ đối thủ, dung hợp, hy sinh, hormone hưng phấn. Chắc là mình sẽ lựa chọn là nắm rõ đối thủ thôi. Đội hình của chúng ta sẽ tăng thêm được 12% sát thương. Và khi đối đầu với những cái nhà nào cùng tộc hệ thì chúng ta sẽ được thêm 6% nữa, là 18%. Chứ trang bị của mình thì nó đã là đẹp rồi. Không cần phải xào nữa. Fira 2 thì chắc là không lấy đâu. Aatrox này. Cái này thì mình sẽ thay vào vị trí của Warwick. Azir đây rồi. Bây giờ mình sẽ có được 6 Surima rồi anh em ơi. Hay quá. Xoay bài như trong cháo luôn. Nhưng mà xoay tới xoay lui vẫn cứ về Surima. Zavan này. Ui chết, bắn nhầm cá sấu rồi. Hoàng 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 hoàng. Bắn nhầm mẹ cá sấu rồi. Ui, cảm giác tự tin hơn. Giáp máu luôn. Ừ. Đâu rồi đâu rồi? Chạy đâu à Sion ơi? Trận này hay nha. Không chừng là có thể tạo siêu phẩm nha. Top 1 100 máu luôn nhờ. Tại vì cái tỷ lệ mà có được một cái game đấu top 1 thì tôi thấy là cũng hên xui rồi này. Mà top 1 100 máu thì nó lại là càng hiếm nhờ. Chắc là mình sẽ thay lại con Aatrox này vào đi. Tại vì nó kích hoạt cột mốc 2 Darkin và Dũng sĩ cho Nasus chúng ta trâu hơn. Thì mình nghĩ là thay vì hai quân sư thì nên để hai Darkin. Bắt đầu có những sự ổn thỏa đến từ Jabu. Trong cái đấy thì quăng tờ gói Z. Can trường. Hiệu triệu nhân à. Giời ơi. Boom. Kama có cái chùy ở có cái móng vuốt là như thế nào đây? Trong khi đấy thì Hulk cũng có 7 Surima và 4 đấu sĩ rồi. Mà cái con Swain cầm hai quyền trượng thiên thần. Thêm một cái quyền năng khổng lồ của Chili Bean. Cũng không thể nào mà kiểu xem thường được. Coi nhẹ được nhở. 6 Surima, 2 Darkin, Belvet. Mình lấy được cái gì không? Mình lấy được cái găng thì ngon nhỉ. Làm luôn găng bảo thạch cho Azir. Thấy được không? Không được rồi. Thế thì mình sẽ đầu tư một cái giáp này đi. Trang bị giáp cũng ngon. Một cái lời thề hộ vệ cho Kassante. Hợp lý. Bây giờ mình sẽ phải roll mạnh tay này. Tại vì ở cái thời điểm này nó rất là nhạy cảm. Mình sẽ cố gắng roll tìm Azir 2 luôn. Aatrox à? Không chừng Aatrox 2 trước Azir ấy. Ui, may đây rồi. Bây giờ bán ai đi đây? Bán Aatrox thì không được rồi. Còn Zavan à? Zavan cũng là một cái con mà sẽ giúp cho chúng ta kiểu khống chế và quân sư ấy. Mình đang muốn để dành ở level 9. Ui, may là gặp nhà này cũng hơi đuối này. Nhà này đánh kiểu về lây, về lâu, về dài. Sức mạnh khổng lồ, trái tim đấu sĩ. Rồi Surima nữa, ác quỷ đấy.
Nhưng mà level 8 mà không chịu xài tiền thì chỉ có mặt thua thôi. Ok, 14 trận thắng liên tục rồi. Asia 2. Check qua cái lobby thì chúng ta kiểu đang rất là mạnh. Nhưng mà gặp nhà đế Masia này thì cũng hơi rén ngang rén dọc một chút. 43 44. Sợ nhà này phết nha. Con Kira này đồ cũng biến thái này. Chili bean. Cà bông. Không phải. Hình như là nhà Messi cu quẹo. Exodia. Quỹ phòng hộ, ngân sách cân bằng và tiền tiền. Toàn sử dụng những huyền thoại của Tam Ken. Một cái may mắn của anh ta ở cái game đấu này thì là sở hữu con Heimerdinger với hai cuồng đao và máy bảo tiền sớm. Mình phải xử đẹp nhà này ngay thôi. Chứ chút nữa nha, 5 tiền 2 sao full cả team thì nó sẽ là mệt luôn ấy. 15 trận win liên tục rồi. 2 phần 3 quãng đường đến được với top 1 100 máu. Ui tiền nữa này, đẹp thế. Và nhân tiện đây, anh em nào mà đang xem thì hãy đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Trong quá trình mà mình làm video, nếu có gì sai sót, anh em muốn góp ý gì hoặc là muốn mình là thực hiện về những cái đội hình yêu thích của anh em, hãy mạnh dạn comment ở phía dưới nhá. Đấy, những cái lỗi sai của mình thì anh em hãy bình luận luôn để mình có thể sửa sai và góp ý cải thiện chất lượng video ngày một tốt lên. Nafiri, ngang bảo thạch này. Cũng như là anh nào mà muốn kết bạn Facebook với mình thì cũng có thể là gửi lời mời các bạn qua cái link mà mình ghim ở phần comment. Đấy, nhớ là comment ở cái avatar hoặc là cái ảnh mà mình mới đăng nhất đi, là từ bên YouTube qua. Đấy, sẽ kết bạn hết những anh em từ bên YouTube từ xem xong cái video này sang. Thank you tất cả anh em nhé. Nhiều anh em kết bạn mà sao mà không đồng ý, nhớ comment đi, tôi mới biết là anh em từ bên video này sang nữa. Đây rồi, gặp nhà Jabu 23 máu. Nhưng mà khó đỡ quá. Ui, 18 máu ở vòng 5 chấm ạ. Thực sự là thốn. Mà chứng tỏ là cái nhà Jabu này vẫn đang cố gắng dãy giụa. Mình sẽ lên cấp 9 luôn. Trời ơi, cái lõi gì mà nó OP thế này. Vừa nhiều trang bị, vừa nhiều tiền. Chỉ có thể là chiến lợi phẩm mà thôi. Với 40%. Ác thật. Nhìn nghe một cái chê là cái lõi này lâu lâu nó không ra cái gì ấy. Nhưng mà cũng kiểu hên xui may rủi lắm. Nhưng mà những cái phần quà thì mình thấy là có thể thả diều được. Snowball game đấu. Chili Bean cũng là một nhà đánh ở level 9 với một con Sir Wem tanh rất trâu. Sát thương thì cũng không kém cạnh gì so với những vị tướng khác. Chưa kể là có Norsert nữa. Lại là một nhà đam mê bào vàng rồi. Nhưng mà nhà bào tiền này thì sẽ sớm phải đi khi mà đã hơi trễ rồi. Bào tiên anh em mình, bào tiên phải chơi 5 vàng chứ đúng không? Mấy giờ rồi còn chơi Swim. Đổi trang bị cho Ari thì mình nghĩ là nó đá, nó dậm một cái thì mệt. Gì đây? Một cái BF. Mình sẽ lắp luôn một cái huyết kiếm. Aatrox 2 thưởng nóng một cái huyết kiếm luôn. Còn Cassante á, mày lên 2 sao thì tao cho mày cái gì thích, cái gì có cái đấy. Và Hân Ca cũng đang rất là nỗ lực tìm Cassante để có thể có được cột mốc 9. Sợ nha. Ai? Đó chính là 2209 NPT. Dồn nhiều trang bị cho Nico phết này. Hiếm hoi có một nhà đánh Nico dồn trang bị sát thương. Ui, nó dậm một cái hồi cũng nhiều máu đấy. 900 máu.
Nhờ. Nice, 18 win streak rồi. Ồ, cảm giác này. Có ấn gì không? Chả có ấn gì đến cái đội hình của mình cả. Và check qua, cũng nhiều anh em chơi sát thương vật lý phết. Trời ơi, cái giáp gai mình cũng đang cần. Thôi thì một cái chùy xuyên phá này đi, củng cố thêm cái nguồn sát thương cho Azir. Asante. Asante đâu rồi? Không có luôn. Ui. Asante 2 là đẹp luôn đấy anh em nhờ. Messi cu quẹo. Trời ơi. Nhìn đồ của con Velvet. Đồ của con Heimerdinger. Sejuani, tanh cũng trâu. Mình vừa mới đổi vị trí của Naafiri cho cái con Kassante của team địch đá đi. Chứ nó mà đá Sion của mình thì về đây. Cho đá Naafiri thì đỡ 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 bị đỡ làm phiền Sion nhỉ. Làm được không? Cố cho nhà này đi luôn đi mà. Đúng rồi. Chọc đi. Hay. Hay quá. Ui rồi ôi đi 15 máu à, còn 2 máu thôi. Javan này, Javan 2. Có Javan 2 luôn. Đẹp. Gank Blank à. Gank Blank không? Demacia. Yabu. À, nhà này đang tính chiếu mình này. Cho chiếu luôn. Nhờ. Chiếu đi. Mà tính ra là cái nhà Yabu này thì cũng kiểu vào được top 4 ấy. Cũng kiểu biết xoay bài chơi phết. Tang 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 tèo. Hay quá. Một cái sơ đồ đẹp, phiêu ra đồ đẹp. Bye bye Yabu. Ui, vậy là chỉ còn mình với cả Messi cu quẹo thôi. Và cái thiếu sót lớn nhất trong cái đội hình của mình, nó vẫn là con Renekton. Còn cá sấu chưa lên được hai. Mảnh ghép cuối cùng nào. Mảnh ghép cuối cùng nào. Ồ, cái blank rồi. Ông này chỉ còn thiếu mỗi con Sion thôi. Là Exodia full 2. Cháy vơ lờ à? Chính xác. Tại vì mình đã thua một ai đâu. Nếu mà cái trận này mà top 1 100 máu thì nó lại còn đáng sợ hơn cả 5 tiền 3 sao nữa. Nhân phẩm hơn nữa anh em nhỉ. Một game đấu hiếm hoi. Với mũ thích nghi, hai hàng đầu sẽ được 35 giáp và cắm phép. Chắc là mình sẽ lấy mũ đi anh em, để có thể cân bằng giữa lượng giáp trâu thằng phép nữa. Đổi cái. Ui không đổi kịp Azir rồi. Nhưng mà bên này thì cũng đâm chọt vào Kassante cũng được. Cho đỡ bị đá đít. Đúng rồi, đá cái con. Đá con kia đi. Ui sao lại đá qua đá lại thế này Kassante. Đá vào góc rồi bây giờ lại cứ đá sang đá bên kia lại. Này đi. Này sư. Vậy là top 1 100 máu dành cho đội tuyển Việt Nam. Anh em cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye tất cả anh em. Bye bye.